khó khăn mới biết lòng người chứ à. Khi con người mà lúc đang đương thờ thì cái bưng người bợ, mà lúc hết thờ mình mới biết được con người chúng ta đến với nhau thế nào. Bây giờ tình bạn thì lúc đến với nhau á, lúc đương thờ tiền bạc đầy đủ danh tiếng lớn á, thì bắt đầu là bạn, bạn, bạn. Hết thờ, khổ. Bạn nào là bạn thật, bạn giả là lúc đó mình sẽ biết à. Nó, hồi tối nóng như vậy mà các bạn sen này vẫn là cùng lễ. Bạn này được đó, ngon ha. Không có chạy tầm bậy, đúng không? Hồi tối quay viên là về coi thấy không có chạy tầm bậy nghe. Nó mà mấy cô cũng tội nghiệp, cũng mệt chứ mà cũng cố gắng gống à, cũng la, cũng đuối chứ mà la theo. Lúc dương mà mát thì Quán Thế Âm Bồ Tát ngon lắm. Bây giờ không thấy tội nghiệp ghê trời. Bây giờ người ta đến với mình nhiệt tình vậy, không lẽ mình sao? Mình phải cố gắng. Thí dụ như bây giờ lỡ mình té cái rầm xuống, ginh mình đi đâu, ginh đi, cái chuyện này mình không biết rồi đúng không? Nhưng mà mình còn khả năng biết được là mình làm tới liền không, nói giỡn đâu. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn là được nha quý vị. Bởi Bác Hồ ngày nói một câu hay: không có chuyện gì khó chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí ắt thành nên. Đúng không? Khi mà những đức vừa phát tâm mà lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, rất nhiều người gặp những đức nói không nổi đâu, đừng có tổ chức bậy bạ, nó bể xô mắc cỡ chết à. Nhiều người gặp những đức là nói là đừng có phát tâm như vậy, bể xô là quê chết à, nói vậy đó quý vị. Những đức nói bể thì bể chứ, bể cái xô này mua xô khác à. Thấy chưa? Nói chuyện vui vui, nó bể cái xô để mua cái xô khác chứ làm gì mất gỡ. Ở Tây Giang được thiếu gì xô, bỏ vài chục ngàn ra mua cái xô đeo gì á. Thôi quý vị biết rằng mà làm được một lần rồi từ đó về sao làm luôn. Bây giờ ví dụ ở Phú Yên có ông thầy ông phát nguyện lễ 2000 lại đợt này nè. Rồi ở đâu miền Tây miền gì có ông thầy ông lễ 2000 lại. Vì thấy có người làm theo rồi đó. Bây giờ nó thấy mình làm được, làm ngon quá ta làm theo liền, thấy chưa? Nó mai mốt rồi quý vị coi á, có nhiều người lại theo nè. Nó lúc mà nhiều người lại theo, lúc đó mình nghỉ, đúng không quý vị? Nghỉ. Quý vị biết sao không? Nghỉ là khôn. Nhiều người lại theo mình nghỉ mình mới khôn. Biết sao? Để cho người ta phát triển lên. Còn mình thì mình hạ cánh xuống, mình đã thành công rồi. Hiểu chưa? Đó. Còn nếu như bây giờ mình lên hoài biết đâu mình rớt sao? 2000 lại được ngon rồi, bây giờ mà lên 2-3 ngàn là có chừng á. Thấy không? Lễ giữa chừng mà tự nhiên đứng lên. Phật tử ở dưới đứng đó. Ủa? Sao ông thầy Đức sao ông la mà sao ông nghe tiếng gì chứ người chậu? Hiểu không? Nguy hiểm quý vị. Nên từ nơi đó thôi, mình làm tới 2000 này là dữ lắm rồi. Cứ làm đi. Rồi sau này nhiều người mà ta phát tâm ta làm đó, thì mình để cho người ta làm, để cho Phật tử người ta về đó người ta lại đi. Thật sự mà nói, trong cái cuộc đời này quý vị ơi, trong cái cuộc đời này, cái gì mà lên cao quá thì nó cũng đi xuống lại thôi. Cái cõi nó là như vậy mà. Chứ có bao giờ mà ở cái cuộc đời này mà nó tồn tại hoài đâu. Những đức nói vậy nghe, chậm thì nó có thời gian lâu, hiểu không? Còn nhanh thì cái mức đi xuống của nó mau. Nhớ đó. Nên từ nơi đó mà mình chậm từ từ mình bò lên, mà tính ra cũng 9 năm mấy à. Nó phát triển lên tới gì cũng 9 năm mấy à, giỡn đâu. Hiểu không? Nó bây giờ những đức thấy là cũng đặc biệt lắm rồi đó. Chương trình lễ Dí Quan Âm bây giờ của mình là nhất là cái bữa lễ mà hôm 2000 lại mà bên hộ pháp mới làm xong cái buổi đó đưa lên mạng. Trời ơi, quý vị coi cái đúng là những đức trong lòng nói nằm mơ cũng không dám suy nghĩ đó. Cuộc đời của mình mà tự nhiên làm một cái chương trình nó lớn, đừng có nói nữa. Hồi con người ta về đâu mà ở đâu mà đông quá trời đông, quý vị đông dữ lắm luôn á, nói thiệt luôn. Cái bữa lễ đó cái như là nó khích luôn, không biết lễ làm sao mà lễ được hay. Sát không quý vị ơi. Kính mít tới chân người ta vậy đó. Mà quay phim bữa đó cũng quay quá đẹp.
Thí dụ như những đứa thấy rõ ràng bây giờ cái chuyện làm phim thôi nè, như chú Tâm Nhiên này thôi nè, quý vị coi trong chùa mình nè, học gì đâu, học gì đâu. Tự nhiên thời chú Huy làm, chú Huy không đi, chú Huy đó không đi, nó học, nó nói đi, đi vô chùa tu, nó có những cái cũng không đơn giản. Quý vị, cái tâm mà phát tu mà tu cả đời, cái chuyện này không đơn giản dễ đâu. Bởi vì mình phải nhắc nhau hoài. Chính trong chùa những đức thấy, như cái thời mà chú quay phim chú Quy, là chú cũng có gia đình, rồi hai vợ chồng còn trẻ quyết định vô chùa tu niệm Phật giảng sanh. Vô là hai vợ chồng làm bạn thôi, làm bạn tu thôi, không ngó ngàng, không nói chuyện gì nhau chân chật. Vậy mà ở trong chùa được 4 năm sao, tự nhiên bà đến bà gặp ổng, mà nói một câu nè, bây giờ thôi tự nhiên trong lòng em muốn tặng cho anh đứa con. Nó kỳ cục thế ghê chở là chở. Rồi tự nhiên ông bà bạn nhau rồi thôi đi về. Là ổng hồi xưa làm phim những đức á. Rồi xong rồi hai chồng đi về, đi mất tiêu luôn. Bây giờ không biết có đứa nào chưa, không biết. Là chú cư sĩ thôi. Rồi xong chú đó không đi, chú Tâm Nhiên này không làm nè. Thì đưa qua chú Tâm Nhiên này không làm. Ổng làm phim thì cứ làm hoài như thế, chứ không có ai dạy ông cái gì đâu. Rồi bấm lên mạng coi giúp đỉnh rồi học theo. Vậy mà bây giờ làm phim cũng đẹp. Làm phim đẹp đó quý vị. Làm phim đẹp. Rồi mấy chú trong chùa mình quay phim ai dạy đâu. Thì cầm máy gọi giết gì mà gọi cũng được. Ban đầu thì mấy anh gọi cứ khi mà có khúc trên mà không có khúc dưới. Cứ khi gọi khúc dưới mà không được khúc trên. Mà từ từ với mấy anh gọi trên dưới có chứ. Thấy không, nghề dạy nghề chưa. Ôi mà bây giờ quyên ảnh chùa mình làm cũng đẹp lắm đó quý vị ơi. Đó, mà quý vị thấy cái tính những đức cái gì chuyên nhất nha. Thí dụ như máy quay phim những đức dùng nha quý vị, là tính ra là 9 năm chờ một loại máy đó quý vị. Bao nhiêu người ta nói rằng thôi thầy cần máy bây giờ nó phát triển dữ lắm, máy bây giờ nó đẹp lắm, thầy đổi cái dòng máy này đi con mua cúng dường hết chưa. Để nó hồng, đúng một dòng máy này xài hoài. Nó trời ơi, cái dòng máy này bây giờ mua khó dữ lắm thầy ơi, thầy qua bên nước ngoài bên mua mà vất vả khó lắm mới được. Nó không kệ, khó còn mua dòng máy này. Tại vì sao? Một là máy này dễ xài, hai là mấy chú quen rồi, mình đổi dòng máy khác mấy chú đổi lại mấy chú khó, mấy chú phải căng thẳng thần kinh, mấy chú tội nghiệp mấy chú. Thà cứ dòng máy này, mua dòng máy này hoài, xài dòng máy này hoài, mà tính ra 9 năm chờ như đức xài một dòng máy không đổi luôn, không đổi luôn quý vị. Ý này Đức muốn nói cho quý vị nghe cái chỗ này nè. Nhất môn vẫn là đạt đến đỉnh cao. Quay phim mà nhất môn thì cũng giỏi, mà máy quay phim mà nhất môn thì máy cũng dễ xài. Niệm Phật mà nhất môn thì đời này chắc chắn vãng sanh. Nghĩa là niệm Phật mà nhất môn thì đời này vãng sanh là chắc chắn. Nên mỗi một con người chúng ta phải đi vào nhất môn. Câu Phật hiệu này phải đi vào nhất môn mà niệm. Nó nên cái câu mà Tiện Đạo Đại Sư ngày dạy mà nhất tâm á, khi ngày giảng lên một cái là tự nhiên Đại Lão Hòa Thượng mà Thích Minh Thông ngày nói rằng tôi chấp nhận cao dữ lắm. Ngày xưa tôi nghe giảng về nhất tâm tôi thấy rằng tôi không có phần luôn á, mà ngày nói ngày không có phần. Mà sau này ngày nghe cái chữ nhất môn này, nó nghe một cái là có phần. Nhất tâm là gì? Là một câu vật hiệu niệm đến cùng. Còn khi mà nghe ta nói pháp này pháp kia pháp nọ không bao giờ dao động, gọi là nhất tâm một câu Phật hiệu thôi. Thì mỗi một con người chúng ta cũng nên tập là câu Phật hiệu này, nên tập một câu Phật hiệu này niệm cho tới cùng. Nên cái đề học chúng ta là gầy dựng đó quý vị. Có nhiều người hỏi như Đức gì nè, ồ ngày nào cũng giảng một câu ai Phật niệm đến cùng, sao nói dai nói dài quý vị, sao nói hoài. Một bài giảng thôi cũng là đủ rồi, nói làm chi mà bây giờ. Lần này là lần thứ 5, một lần 300 tập, mà 5 lần là bao nhiêu à, 5 lần là bao nhiêu tập giảng à? Sao mà nói làm chi mà mệt mỏi dữ, khô cuốn họng nói cho chết thì chi mà nói dữ. Thì những đức nói cho chết để về cực lạc. Quý vị nhớ nè, pháp môn tịnh độ này không phải dễ duy trì cả đời đâu, cho quý vị biết. Đừng có bao giờ nghĩ rằng là đơn giản đó
mà chúng ta duy trì cả đời cũng vì nó quá đơn giản nên người ta mới bỏ cuộc đó. Cũng vì quá đơn giản mà người ta bỏ cuộc có môn tịnh độ đó quý vị à. Người ta cứ cho rằng có môn tịnh độ này nó quá đơn giản, dành cho đàn bà con nít, những người thiếu học, nên nhiều người người ta học nhiều, người ta không chịu dùng pháp môn tịnh độ này đó quý vị. Quý vị coi, nếu như mà quý vị chịu dùng pháp môn tịnh độ này thì quý vị nhìn xuống đi đó. Thí dụ như giờ một người giảng pháp, quý vị coi hứng thú nhất là gì? Công chúng. Chứ làm sao? Thì giảng pháp mục tiêu là công chúng nghe. Mà bây giờ mục tiêu là công chúng đông là quý vị hứng thú giảng rồi đúng không? Vậy thì bây giờ quý vị coi những đức cái gì đâu mà chỉ có niệm Phật mà ta nghe đâu. Vậy thì pháp môn tịnh độ này đúng là tam căn khổ độ phàm thánh tề thâu. Mình là bậc hạ nè, nằm trong tam căn đó đó. Mình không phải bậc trung, mình cũng không phải bậc thượng luôn, mà mình là bậc hạ niệm Phật. Mà bậc trung, bậc A-la-hán cũng niệm Phật, bậc thượng như bậc đẳng giác Bồ Tát cũng niệm Phật. Từ nơi đó cái pháp môn niệm Phật này mà nói là pháp đơn giản dành cho đàn bà con nít thì cái người này không hiểu. Không lẽ Quan Âm Bồ Tát là đàn bà con nít, Văn Thù Bổ Hiền là đàn bà con nít sao? Thì suy nghĩ đi. Mà Ngài Bổ Hiền trong cái pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni mà Ngài khuyên 41 vị đại sĩ ở Hoa Tạng ở bên cạnh Tỳ Lô Giá Na Như Lai mà niệm Phật sanh cực lạc đi. Mà Đức Phật còn tán thán rằng tốt lắm, tốt lắm. Thì coi với căn tính của mình mà niệm Phật mà sánh ngang với những bậc Bồ Tát đó. Vậy thì quý vị, cái pháp tịnh độ này có đơn giản không? Không đâu quý vị. Pháp tịnh độ này không có đơn giản đâu. Những người mà ngồi nghe tịnh độ này không phải là những người tầm thường đâu quý vị. Không phải tầm thường đâu à. Nhìn họ vậy đó, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp cũng không đơn giản đâu. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết, ngày nói rằng cái người mà nghe tịnh độ mà ngồi mà chịu nghe là cái người này nhiều đời nhiều kiếp họ đã là cúng dường rất nhiều chư Phật, họ mới nghe được tịnh độ mà họ chịu ngồi nghe. Còn nếu như họ không có duyên với tịnh độ này, đố mà họ nghe, họ sẽ nói cái câu gì nè: trời ơi, làm ăn kiếm ăn chứ niệm Phật, niệm Phật có ai đem lại cho ăn không? Họ nói gì đó quý vị. Mình làm muốn gần chết luôn mà còn thiêu thốn hoài mà kêu ngồi đó niệm Phật một tiếng hai tiếng đồng hồ đó, người ta làm cũng kiếm được chút đỉnh, tự nhiên đi niệm, niệm gì mệt, lễ Quan Âm mệt, có cách nào đâu. Mấy bà mấy ông làm cái gì đi đến đó lễ xong mà còn đem tiền bỏ vô thùng, dạy còn hơn cái gì. Họ nói vậy đó quý vị à, ngộ ghê nha. Tại vì sao họ nói vậy? Vì thiếu duyên, thiếu duyên, hiểu không? Những đức nói thật với quý vị chứ, chúng ta cực khổ chúng ta làm ra tiền, mà đồng tiền chúng ta bỏ đúng chỗ thì nó đặc biệt cho chúng ta quá. Giống như đại lão Hòa Thượng Tịnh Không quen một cái vị này, ông giàu thiệt là giàu, dẫn Hòa Thượng Tịnh Không đến coi cái tủ bảo hiểm con, vàng bạc châu báu đồ quá trời nhiều trong đó. Coi xong Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói một câu gì nè: ồ, bộ ông có nhiêu đây hả? Trời, ông đó ông kinh ngạc ghê. Ông nói: ồ, bộ Hòa Thượng có nhiều lắm mà. Ừ, có nhiều dữ lắm. Bây giờ của cải châu báu ông để trong cái tủ bảo hiểm này, xong lâu lâu là ông coi, ông gờ mó, ông nhìn cái rồi xong ông đi về. Thì thật sự mà nói, người ta bán tiệm đồ vàng bạc châu báu được, tôi lỡ tôi kêu đưa tôi coi, tôi sờ mó cái tôi đi, vậy cũng là của tôi chứ của ai. Mà còn khỏi giữ nữa, được coi mà khỏi cần giữ, cực khổ. Và tự tin không này nói thiệt là khờ hết chỗ nói. Cái này là cái không cầm theo được, mà không biết dùng nó để tạo ra cái để cầm theo. Tại sao con người không hiểu? Mình cứ nghĩ rằng của cái này là của mình, bỏ ra là mắc, bỏ đúng chỗ nó không mắc, mà càng bỏ ra nó càng nhiều. Chính cuộc đời của người của những đức này ngoài đời làm được cái gì quý vị? Cứ cái mộng làm giàu, ngủ cũng ngáp cái muốn làm giàu, giật mình thức dậy
là kẻ cơ hàn. Ghê không? Là kẻ cơ hàn mà lúc nào cũng nghĩ mình giàu. Trời ơi, cái danh này nè quý vị ơi, không biết nhiều người có bị giống Nhân Đức hay không. Cứ nghèo mà cho mình giàu không à. Cứ nghèo là cho mình giàu không quý vị. Mỗi năm cứ tới Tết là gì? Mượn thì mấy tháng lương về ăn Tết. Ra mua mấy cái bộ đồ sida, đồ nhái. Mua đâu dài nhái. Mang chừng tuần lễ ăn Tết được rồi. Cũng giống hệt dài xịn vậy đó. Nghèo mà xạo. Mang dài đồ vô, bận đồ được xịn sò vô. Dài thì tự lao đi. Ra ngoài kêu đánh dài. Làm vô ông chủ vậy đó. Mà này làm công nghèo quá thằng chết. Kêu dài, đánh dài nó đánh nhẹ nhẹ em. Ôi trời ơi sao cái đánh nhẹ này. Dài này đánh mạnh quá nó xúc. Cái loại dài xịn này nó kỳ lắm. Đánh mạnh nó sốt đế. Nhẹ nhẹ giùm á nghe. Đánh mạnh đó tôi đền tôi dài á. Thấy chưa, thì thấy xạo chưa. Trời ơi, về quê con gái là ghê lắm. Có tiền chút đỉnh là đi về bằng ngày không à. Đi bằng đêm sáng có mặt ở nhà. 8 giờ là đi nhí nhảnh ở dọc đường quê. Xạo vậy đó. Mà mất kiến đen. Đi đâu thấy đường đâu. Kiểu mua mất kiến ngoài chợ, mất kiến bán ngoài chợ có mấy chục ngàn cái á. Mua cái đen thui mang vô. Xong mang vô đâu thấy đường. Đi xếp chút để tán xong. Cái lấy mất kiến á, gịch lên để trên đầu á. Đi gan trong thành phố quý vị sợ sạo vậy đó. Đưa mất kiến máng trên đầu chính đi. Đi kênh xách thêm cái giỏ, mà cho cái giỏ kéo á. Cũng giỏ nhái nè. Kéo chung sức bên xe. Đâu là trời vậy đâu mà nó xạo tới ghê thiệt. Bởi vì nghèo mà muốn làm giàu quý vị. Về quê bắt đầu là có tiền xài. Xài giống như ra rẻ giàu sang. Vậy đó. 3 ngày. 3 ngày hết trơn tiền. Mà có tiền lúc nào cũng đi trước không nghe. Lúc nào cũng đi trước. Mà khi hết tiền là đi sau lưng người ta không. Bạn bè nó biết mình là có tiền không có tiền nó biết liền. Nó biết ông này mà có tiền lúc nào cũng đi trước không mà xạo dữ lắm. Vô là kêu đem thực đơn ra đồ kêu. Em đem thực đơn ra. Dò thực đơn lia lịa nhưng mà khi hết tiền ngồi tuốt phía sau im ru. Bạn bè hỏi ăn gì kêu đi hiền. Nè kêu đi, để kêu vậy ăn đây. Dễ ăn lắm. Còn có tiền là khó ăn. Kêu món ruột được không ghê lắm. 3 ngày sau hết tiền. Lại vì biết đi về nào. Đi buổi tối. Có tiền thì đi làm sao mà sáng phải có mặt. Về tới nhà để cho nhiều người thấy. Nhưng khi hết tiền là đi bằng đêm. Nên mỗi năm mà về là mấy người dưới quê ta thường hỏi ủa sao mà lúc nào về cũng thấy mà đi sao không thấy nghe. Thì lúc đó Nhân Đức nói người này là ẩn hiện bất thường. Có tiền là hiện mà không có tiền thì núp. Ghê thì cứ đi bằng đêm quý vị. Mà đi lên thành phố lại là như ăn mày vậy đó. Mà đi về quê, lúc về quê thì giống như là ông gì kiều về quê vậy đó. Nhưng mà lên thành phố lại là lúc nào cũng giống hệt ăn mày. Dài thì sức cái đế. Mua đôi dép Lào 10 mấy ngàn mang đi nè. Bận quần thì bận quần đùi. Là tả tơ hết luôn. Chỉ có 3 ngày sau mà đồ đạc về quê tả tơ hết. Tại vì đồ tàn là đồ nhái không. Về quê rồi nhậu nhiều. Rồi cuối cùng mang đâu dài đi xúc đế quăng tùm lum. Mua đi dép Lào mang lên. Đi dọc đường. Mua thêm cái nón bo đội. Cái nón đội xuống cái để cho đừng ai biết mặt mình. Đi trời lên cái nhìn như ăn mại vậy đó. Rồi bắt đầu lên cài. Lên bắt đầu là làm việc cài. Quý vị cực kinh khủng luôn. Đứng nấu ăn. Nhớ đến 3 tháng lương mượn. Xài có mấy ngày mà hết 3 tháng lương. Bây giờ lên đứng nấu ăn trời là trời. Mệt quá trời mệt. Bây giờ tôi ngán quá. Đây là rất nhiều người trong cái cuộc đời này bị phải luôn đó quý vị.
nhất là những ngày lễ đồ. Trời ơi, những đức nói mà mai mốt mà lễ nghỉ 5 ngày đi, nhiều người thì xài mấy tháng lương đó. Vì chờ xem nè, bắt đầu là như những đức hồi đó mà nói là lễ một cái là những đức chuẩn bị liền. Những đức dò lịch lễ hôm nay nghỉ mấy ngày là những đức chuẩn bị liền, thấy không? Điện thoại bạn bè đồ nghe chuẩn bị nghe, chừng 2 ngày thôi là xài mấy tháng lương liền. Về làm có nổi vậy, làm mệt lắm, sân si ghê lắm, sân si kinh khủng luôn, tức lắm. Nói trời biết gì đừng đi chơi, toàn là nói gì không à, cứ là xài hết tiền là biết gì đừng đi chơi đó, thấy không? Nên những đức nói rằng là sau này mình biết tu đúng là hay quá trời luôn. Bây giờ mai mốt lễ 5 ngày nghỉ này, vô đây tu đi à, vô đây hết đi. Những đứa nói với vị mà vô đây đúng là vị đúng là người đại phước báo, đại trí tuệ luôn, không tốn tiền mà lại còn an lạc còn vui nữa. Những đứa nói với vị đi chơi 5 ngày về cái mặt hớp liền à, những đứa nói mà mỗi lần nghỉ lễ là ngày xưa ngoài đời là về ốm nhôm luôn, đi chơi mà ăn nhậu rồi ốm nhôm tốn tiền, mà đi vô đây 5 ngày những đứa nói với vị về cái mặt toàn do liền. Ừ, tại vì vô đây nó giống như bơm hơi vậy. Mình an lạc là bơm hơi chứ gì. Vì coi như hồi tối vị thấy là mình lễ Quan Âm gì, hồi tối cũng đâu ngủ nhiều đâu, mà xong nhìn mặt ai cũng đẹp quá. Đó là vì sao? Vì mình vui mà còn được quy quyên nữa chứ. Bây giờ những đức nói nhiều cô Phật tử gì nổi tiếng, nhất là cái nhóm ngồi đầu nổi tiếng vậy lắm. Tại vì sao? Vì khuyên ảnh quay quá trời quay quý vị. Bây giờ sau này mà mấy bà mà đăng tò thuyết pháp là người ta nghe liền. Tại vì duyên nó nổi tiếng quá rồi, biết chưa? Nó bây giờ đi tới đây là mấy chú kìa cũng gà 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 quay phim kìa, quay quá trời quay thế. Nó ai ngồi cũng quay. Nó vậy mà về làm phim lụm lặt từng cái đoạn phim quay đó đó. Mới ghép. Mình mới vô có vài bản nhạc là mình thấy hình ảnh của mình nghe. Phim ảnh cũng thu hút lắm, dẫn đâu. Đó, nên từ nơi đó mà vị không đi đến đây mà ngồi. Nhất là mỗi tuần chủ nhật, những đức nói rằng quý vị nên phát động cái chương trình mỗi tuần chủ nhật. Bây giờ thứ bảy tu bên chùa mới, cộng tu đúng không? Phát động cái chương trình. Bây giờ về nổi lên làm trưởng đoàn. Nổi lên làm trưởng đoàn. Những đức nói cho vị nghe nghe, làm trưởng đoàn có khó đâu. Chỉ cần quý vị đầu tiên quý vị phải đầu tư. Đầu tiên phải đầu tư. Muốn làm trưởng đoàn mà mau lên nhất là phải đầu tư đầu tiên. Đầu tiên là tiền đâu? Giống như giờ cô giòn gỗ nước ngoài về, cô Mỹ về, có đầu tư một phát một dẫn đoàn đi 500 người liền. Chưa? Mà đầu tư. Chứ bây giờ bà nổi làm cho trưởng đoàn liền gì đâu. Mình không phải vì cái tiếng đó, nhưng mà ý những đứa muốn nói vì nghe là gì? Dẫn người ta đi tu lý nghĩa. Trong cuộc đời của người mình làm cái chuyện gì lý nghĩa trong cuộc đời một chút. Nên những người mà làm trưởng đoàn được cứ duy trì. Cứ duy trì mà làm đi. Những đức nói cái việc làm này ý nghĩa dữ lắm. Ban đầu nghe những người mà có điều kiện, nghe không? Mình nói bây giờ chủ nhật tuần này tôi đi tu. Bây giờ tôi báo cho vài chị ở sớm lựa mấy cái bà lanh đó. Mấy cái bà mà đi nhiều điểm được á. Rồi chị đi, chị báo giùm là cho mấy cái bà ở xóm này nè, bà nào đi chuyến đi này không cần trả tiền xe. Còn cái bà đó bà gạo một phát một xóm vớt một cái khoảng 200 liền cho quý vị biết. À, 200 người ha, đi là ngày chủ nhật nghe, giảng quá vui đúng không? Ấn tượng một số người liền chắc chắn luôn. Kỳ sau vớt thì một chuyến nữa, lần thứ ba thông báo lên chương trình. Từ hôm nay chúng ta mỗi tuần chủ nhật đi đến chùa Hộ Pháp tu. Ai đăng ký nghiêm túc nè, bắt đầu ai đăng ký nè, nghe không? Bắt đầu là tính bây giờ chúng ta ai cũng là người đi tu, bắt đầu đi đến đây nghe những đức giảng liền, bắt đầu gặp những đức trưởng đoàn, gặp những đức nói thầy giảng buổi giảng về cái việc mà bao tiền xe như thế nào, hiểu chưa? Giảng một phát liền, bắt đầu là như thế nào, nói là người ta bao cho mình chứ thật sự không phải bao, mà là trong mạng mình có cái đó chứ không phải cho không đâu, đừng có ha. Giảng cái đó một phát là tự nhiên không có ai suy nghĩ đến cái chỗ đó nhiều, mà tự người ta đã đi đến tu, người ta an lạc rồi, thì lúc đó trong 200 người nó sẽ
nó sẽ gọt tới gọt lui, bèo gì cũng còn khoảng 70 hoặc 50. Rồi đó là từ đó làm trưởng đoàn luôn, làm trưởng đoàn luôn vậy đó. Rồi từ đó về sau là người nào đi với đầu chúng ta là vé xe người nhiêu gom lại. Rồi từ đó sao làm trưởng đoàn luôn. Nhưng cái đầu tiên phải bỏ ra làm nền. Chỉ cho quý vị hay lắm, chắc chắn làm công đó. Tại vì người ta chưa biết, người ta nghĩ đi đến chùa làm chi. Người ta cứ đi cái quan niệm là dưới quê mà đến chùa cái là thấy, đi vô nhìn Phật còn xấu hơn con người ta nữa. Phật gì đâu, lúc mũi đổ quét, đeo khăn, đeo gì tùm lum tùm la, mà tượng Phật tùm lum, không có thấy tượng nào ra tượng nào, mình không biết tượng nào, hiểu không? Nhưng người ta đâu có biết chùa chiền mà rộng lớn mà đẹp mà gì. Rồi lỡ chùa có nghe ông thầy giảng vui gì đâu, người ta đâu có biết đâu quý vị. Rồi lỡ nghe những đức giảng nó gần gũi, người ta thích. Cuối cùng là nó thu hút trong 200 người đó, sẽ thu hút được một số người đi luôn. Rồi lâu kéo đầu mình phát động lên, à chiến này bào. Lâu lâu làm lần vậy đó. Rồi là người trưởng đoàn này của một cái khu vực đó là bắt đầu là phát động liền. Những đức nói quý vị nên làm cái chuyện này đi. Trong cái đương thờ mà con người này nó nói chuyện Phật pháp mà nghe được, mình nỗ lực để mình làm, mình dẫn dắt một số người đi tu. Trời ơi, cuộc đời quý vị mà nói quý vị làm được cái chuyện này nó ý nghĩa quá trời luôn. Bây giờ thí dụ như giờ tiền bạc quý vị đem lại quý vị cúng dường Tam Bảo cái này kia, nếu như quý vị xuyên qua cái chỗ đê xe cho người ta đi tu đi, quý vị làm một số việc đó đi. Còn cái ngôi Tam Bảo mà thật sự vì chúng sanh á, Phật Bồ Tát á, ngó chỗ đó. Tại vì sao? Vì cái nơi này làm việc cho chúng sanh, mà Phật Bồ Tát thì thương chúng sanh. Nên Hòa Thượng mình ngày nói câu như Đức rằng á, ông chỉ cần thương chúng sanh thì Phật Bồ Tát thương ông. Thấy không? Bây giờ quý vị làm trưởng đoàn là quý vị thương người ta đó, mà quý vị muốn dẫn người ta đi tu đó, Phật Bồ Tát không có bỏ quý vị đâu, yên tâm đi. Ban đầu bỏ tiền ra dẫn đi vậy, mà từ từ tự nhiên nó có cái ngăn phản là người ta giúp. Có những người vậy đó, người ta phát động. Những đức nói thí dụ như quý vị không có duyên làm trưởng đoàn dẫn đi, hoặc là quý vị không có thời gian để dẫn đi, quý vị thấy cái người này làm trưởng đoàn được, quý vị khích lệ người ta, vậy làm trưởng đoàn đi, tiền xe phía sau em lo hết, chị cứ làm đi. Trời ơi, mình không cần cái danh, mình chỉ cần làm như vậy thôi, cho ai dẫn đi đi, mình phía sau đài thọ tiền xe hết, lo hết để cho người ta dẫn đi. Lễ với ông âm đồ nói chị cứ dẫn gũ, bao nhiêu người được gũ em trả sách luôn cho đi, em đầu tư, em không đi lại được, chị cứ dẫn đi đi cho họ lại đi, mỗi một người lại thì tính phần trăm, tính đi. Thí dụ như bây giờ chúng ta có tiền gửi ngân hàng, chúng ta cũng tính được cái lãi suất, hiểu chưa? Vậy thì bây giờ quý vị coi, quý vị dẫn người ta đi tu có lãi suất không? Nếu mà nói về cái việc cái câu thế gian đó nha quý vị, 100% quý vị luôn, cái lãi suất mà dẫn người ta đi tu nó còn lớn hơn bao nhiêu lần ngân hàng. Cái chuyện này là cái chuyện cầm theo được này mà không chịu làm, chỉ cho. Chuyện này làm đi, nó thiệt đó. Những đức nói với vị nghe, quý vị đầu tư vào cái ngân hàng của Phật A Di Đà đó. Trời ơi, những đức nói đố mà thế giới này mà có cái ngân hàng nào mà lãi suất bằng mà gọi là Đức Phật A Di Đà ký xét cho mình, chắc chắn quý vị luôn. Chính bản thân những đức là thấy rõ ràng nè, mà những đức là không có vốn đầu tư nghe. Những đức là không có vốn đầu tư với Phật A Di Đà đó. Từ khi gặp Tịnh Độ là những đức không có vốn đầu tư. Cái vốn của những đức là tin có Phật hiệu thôi, bao nhiêu thôi. Rồi những đức niệm Phật thôi, rồi những đức nhiệt tình phát tâm nuôi người già thôi. Những đức chỉ bỏ công ra thôi, ít có cái đầu tư nào mà nói là bỏ công không lắm quý vị. Điều là phải có tiền và bỏ công nữa thì mới đầu tư được với cái công ty người ta, nghe không? Cái cổ phần của mình tính vào đó, rồi ai cổ phần lớn nhất thì đứng vị trí cao nhất. Nhưng mà bây giờ kết hợp với Phật A Di Đà, chỉ cần quý vị bỏ công ra, như vậy mà Ngài dẫn cho quý vị vào cổ phần luôn. Đặc biệt chưa? Quá tuyệt vời, thấy không? Đây nè, một con người này như vậy nè, ngày xưa một mình lo không xong nè, mà bây giờ mà quý vị coi cái điều kiện mà nuôi hơn 1.000 người, quý vị nghĩ sao? Phải là đầu tư ngay cái ngân hàng Phật A Di Đà, lãi suất cao không? Quá cao, quá cao rồi, đúng không?
Nên quý vị dẫn người ta đi tu là quý vị đang đầu tư vào ngân hàng Phật A Di Đà đó. Mà cái ngân hàng này mới là cái ngân hàng trí tuệ. Cái ngân hàng này trí tuệ nè. Tuy là trước mắt mình không phải là mình gom tiền, nhưng mà mình lại gom công đức phước duyên. Mà cuối cuộc đời mình nhờ công đức phước duyên này mà nó giúp cho mình sáng suốt. Quý vị nhớ, cả đời mình niệm Phật là cả đời mình đang tích lũy cái năng lượng. Người niệm Phật là người đang tích lũy cái nguồn năng lượng để cuối cuộc đời dùng cái năng lượng này để mà mình sáng suốt niệm câu Phật hiệu, để được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Cái năng lượng này thù thắng lắm. Bây giờ nhiều người chúng ta trong đây lớn tuổi này, quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Phải là gần hết cuộc đời của chúng ta đã xài cái năng lượng này hết không? Xài qua chiều hướng gì phải không? Chồng, vợ, con, gia đình, sự nghiệp, đúng không? Xài gần hết luôn. Gần hết luôn quý vị. Có những người già khi mà tuổi già mà mê luôn, lú lẳng luôn, bắp chởn luôn là gì? Hư bình. Bình bị hư. Thí dụ như bây giờ cái bình xe của mình hết bình, mà cái bình xe này nó vẫn còn giữ được, thấy không? Mình lợi mình kêu người ta sạc vô giùm. Được, sạc vô nó có điện nữa, đúng không? Nhưng mà cái bình của quý vị xài mấy chục năm, bình này rơ, hư. Đem lại sạc vào thì cái người ta nói rằng bình hư, sạc không có giữ điện được nữa. Thì sao? Bình hư. Thì vị coi bây giờ điện đủ nè, đèn sáng, đúng không? Mà điện yếu thì đèn nó giật giật, đúng không? Mà cúp điện tắt thì bây giờ điện của mình nó không còn bao nhiêu nữa chứ. Thì sao? Khi tuổi già thì Ăn cơm đó, thì coi đó. Bây giờ như Đức nuôi nhiều người già kìa, khi mà họ mê rồi, đa phần câu Phật hiệu họ quên hết, họ quên sạch cái thiện luôn. Như vậy mà họ nhớ cái gì? Con ơi, con ơi, con leo đi đâu vậy con? Mới làm gì đó, tự nhiên đang đứng gì nhìn lên, con sao leo lên cao vậy, té bây giờ xuống đi con. Thì quý vị biết rằng cái chủng tử nào mạnh nhất thì nó sẽ phát ra chủng tử đó trước nhất. Rồi ái nhiễm mà dính mắt luôn thì tự nhiên ba, sao ba đứng đó vậy ba? Có bên kinh kia có bà Tâm kìa, ba. Chủ nhật Như Đức chuẩn bị đi qua đây, gặp Như Đức chặn đầu xe lại. Cho lên xe đi kiếm ba tôi coi. Mắt gì nè? Khi mà hết năng lượng rồi mắt mình gì nè quý vị? Cho tôi kiếm ba coi. Kiếm ba coi. Mặt ngu đúng không? Hết năng lượng. Còn có người mình có năng lượng thì sao? Có năng lượng mắt nó chớp đúng chưa? Đầu óc nó có một cái định hình rõ ràng đúng không? Nhưng khi con người hết năng lượng là nó cuồng chí liền. Quý vị thấy nhiều người mà tuổi già khờ, hết biết gì, lú lẳng. Thì biết không? Đi phân ra, chưa kịp thay tả, bóc phân cái tả ở trong nhét vô, bắt đầu đưa cái tay vô. Đưa cái tay vô bắt đầu là ấy phân ra, bỏ vô miệng ăn. Kinh khủng chưa? Quý vị chờ tới ngày đó hả? Vì chờ tới cái ngày đó ai cứu mình? Phật sống xuống và cứu mình cũng không được. Vì sao? Thì những đức nói cái bình sạc vô không được, sao mà giúp đấy? Bây giờ mình còn may mắn là còn ngồi đây nè, còn nghe gì nè. Nên cái cơ hội bây giờ mà không chịu lo tu, mà là từ từ, từ từ lấy ra, từ từ lấy ra đi. Rồi đến lúc bà
À, từ từ lại đây đi, rồi tới ngày đó đó. Thờ ở đây ta nuôi bao nhiêu bà già đây mà tôi không biết sao chàng. Vì đi qua hộ pháp đi vô phòng hộ niệm đi. Rồi ở đại tụng lâm phía sau kìa. Nè, sau nhà ăn á, mấy chục bà già yếu ăn cơm ngoài đó, ra ngoài thăm đi. Có đúng một cô một trăm mấy chục bà già. Như ra vì sao coi. Cái nhà ăn vì ăn cơm đó, sau lưng á, sau lưng nhà ăn á, có một cái đường luồn, mấy bà già nó ngồi đó, già yếu đó, mấy chục. Khu đó khu có cụ yếu đó. Rồi vì lỡ có nhiều bà nằm đó, thấy không? Phía sau này phòng hộ niệm cũng mấy bà nè. Đó. Rồi ngoài bảo tháp ngoài một số ông già yếu. Rồi qua hộ pháp khu hộ niệm á, nguyên khu đó mấy chục người yếu đó. Thì coi đi. Mình đi đến đâu gì nó đi một ngày đàn học một sàng khôn. Mình đi đến đâu cái mình cũng coi cái nơi đó nuôi người già sao. Để cho mình nhìn nhận một đời người quý vị ơi. Đừng có để một đời người lúng qua uổng lắm. Những đức thấy rồi quý vị à. Cứ lo cho gia đình người cuối cùng đến khi bản thân mình mà. Gặp sự cố gì những đức thấy đúng là nó trả lại cho mình đúng là những cái nghiệt ngã cái cõi đời quý vị. Chứ nó không có cái gì mà thấy đặc biệt quá chứ. Đa phần chúng ta phần nhiều là gì? Vì chồng, vì vợ, vì con tôi là vấn đề lớn nhất của cuộc đời tôi. Cha mẹ có thể tạo bao nhiêu cái nghiệp chướng để vì con của mình, mong cho con mình sống đầy đủ một chút. Chỉ nghĩ là bản thân mình ngày xưa khổ quá, bây giờ con mình thương quá, mong con của mình nó đừng có khổ như mình. Mà nghĩ như vậy rồi làm bao nhiêu việc, làm bao nhiêu chuyện để mà gọi là lợi ích, hiểu không? Nên từ nơi đó mà hãy bình tĩnh suy nghĩ lại. Nếu như bản thân mình mà không gặp Phật pháp thì cũng như giống hệt như là chúng ta cùng nhảy xuống biển vậy. Thương nhau, nắm tay nhau nhảy xuống biển rồi chìm lượt luôn. Chậm chậm chậm. Cuối cùng cũng buông tay theo cái nghiệp duyên dẫn dắt. Ồ, cái cảm giác này đúng là phải suy nghĩ lại quý vị. Suy nghĩ lại một đời người quý vị. Những đức nói thật sự, mười mấy năm nay đi tu, về cái sống mà vô thường, những đức nhìn sâu rộng lắm. Năm năm ngày xưa những đức trên Đà Lạt quý vị, một tuần lễ mắt lúc nào cũng 7-8 người già. Một tuần, một ngày có khi mắt 2 bà, có lần mắt 3 bà. Nên những đức ngày xưa trên đó, những đức thiết kế cái xe tải chở một lần được 3 cái quan tài xe tải. Tại vì một lần mà thuê người ta thì tính ra tới 16-17 triệu tiền này tiền kia. Sau này những đức tính từ từ mua cái xe tải xong chở luôn. Như chùa mình ở đây hồi đó cũng vậy, một lần cho người ta mà mai táng đồ này kia chọn gói hết cũng nhiều tiền, 10 mấy triệu quý vị. Sau này những đức tính ra cái chuyện, ban đầu thì định mua chiếc xe rồng. Những đức nói chiếc xe rồng thì về thì giống như trong chùa chờ người chết, nhớ không? Nên cuối cùng những đức mua xe lam. Mua xe lam xong những đức gắn tượng Phật đồ, gắn hình tranh thánh chúng vô. Lúc mà có người chết thì gắn vô, mà chở đi xong rồi đi về tháo ra, xong chạy bình thường. Nên cái xe đó sử dụng thường xuyên luôn, nó không có nằm ngủ đó. Thì vị biết rằng là bây giờ chùa mình chọn gói, chùa để số quan tài để sẵn, ai thích nằm cho qua bên nằm chứ. 19 buổi sáng sớm quá, tôi để hàng mấy chục cái thay phiên nhau vô nằm thử. Nằm thử để nhắc nhở mình, nhắc nhở đời người vậy ơi. Chạy có nhanh cỡ nào chạy cũng không khỏi quan tài. Đất đai cò bay thẳng cánh, nhà cửa nhiều, nhưng cuối cùng chạy quá trời luôn. Bao nhiêu sự tranh giành hơn thua làm ăn kinh doanh, muốn qua mặt người khác, cuối cùng chạy nhanh thấy ghê, chạy vô quan tài nằm trong đó. Những đức nói quý vị biết, quý vị mà tắm người chết rồi quý vị sẽ thấy cái vô thường sâu sắc lắm. Còn sống ai chỉ cần động đến một cái thôi là ẩu 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 ẩu, chữ lia chữ lịa người ta lại. Vậy mà khi chết rồi người ta lặt được đường nào cũng được, lặt tới lặt lui. Mà gặp mà chết coi được được thì lặt qua lặt lợi nhìn còn coi được. Mà gặp chết mà cái dạng sân si, cái dạng mà tham chấp nặng thì chết cái mặt nó gì nè. Mình lạc qua cái họ nhìn mình sao nhìn, mình lạc lại cái cũng nhìn mình nữa, sao nhìn.
Có nhiều cô mà tắm xong 3-4 ngày nó mới lấy cái đó ra được. Tại vì sao? Nhìn hoài mắt làm nè. Kỳ cục cái này còn sống làm cỡ nào cũng không đáng sợ bằng. Mà khi chết mà gọi là cái mùi tử khí nữa, quý nghĩ đi. Mà mấy cô vô tắm nào, tắm xong mà lạc quan, cái có khi gặp mà những người mà bệnh mà bụng bự mà lạc quan cái gì nè, nước chảy ra, lạc lớn nè, nước chảy ra, mắt mũi miệng gì, lúc còn sống gì quý vị thấy không, mặt hoa dao phấn đúng không, nhưng mà khi chết rồi thương nổi không, thương nổi không. Nó, tình thương quý vị coi thế gian này chưa chết thôi, chồng mình nó vừa nghe mình bị ung thư thôi, ung thư đó, gì đó. Nó vừa nghe vậy thôi là nó muốn đi kiếm đứa khác, đúng không? Có những cái tình cảm không phải ai cũng vậy, nhưng mà có khi mình gặp sự cố trong cuộc đời, những đứa gặp này trong chùa gặp hoài nè, gặp có những cô đến khóc lóc, nó trời thầy ơi, lúc còn sống vợ chồng với nhau, lúc còn mà đương thờ vợ chồng, lo làm ăn rồi lúc đương thờ, trời ơi, thấy anh thương con ghê. Mà vừa con nghe nói con bị bệnh, cái tự nhiên giờ anh lạc lẽo con thầy ơi. Rồi cuối cùng bây giờ anh đi sớm về muộn, con buồn khổ quá, thấy chứ. Nên thôi, cuộc đời của người chúng ta gặp Phật Pháp, đó là điểm nương tựa đẹp nhất cuộc đời. Có gặp sự cố gì đi chăng nữa, mình cũng còn Phật Pháp. Tại sao mình không có cái con đường hậu? Đúng là con đường chính, không phải đường hậu đâu nha quý vị, đường chính. Phật Pháp là đường chính đó quý vị ơi. Nhưng mà mấy người hiểu được Phật Pháp là đường chính? Mấy người hiểu được Phật Pháp là đường chính đâu? Ai nghĩ Phật Pháp là đường chính đưa tay đi coi. Chúc mừng quý vị, quá thông minh. Thấy không? Trong cái cuộc đời này chúng ta có thể mắc sạch mắt và buông xuống hết được, nhưng chỉ có đúng một thứ mà nhất định đời này của chúng ta không buông, đó là Phật Pháp. Vì sao? Phật Pháp cứu đời ta mà. Phật Pháp là cứu đời những đức thiệt luôn nè. Riêng bản thân những đức là được Phật Pháp cứu đời mình nè. Bởi vì cái sự mà cảm ơn đó phải làm lại cái gì đối với Phật Pháp. Bởi vì có nhiều Phật tử nói bộ thầy không sợ chết hay sao? Chết có gì đâu mà sợ. Những đức ta thấy nhiều cái chết rồi, có gì đâu mà sợ chết. Thật sự mới nói quý vị, đừng bao giờ có một cái cảm giác chết là đáng sợ. Nó không có đáng sợ như quý vị nghĩ đâu. Đến lúc chết nó chỉ cần chết queo ở gì đâu mà sợ. Đó là cái chết không tốt đó. Còn cái chết tốt của người niệm Phật mình là sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đi à, đi về cực lạc. Vị nhớ, cái người mà niệm Phật mà nếu thật sự mà giảng sanh là chắc chắn là cái người này không phải chết mới đi, mà là lúc còn sống Phật rước. Nhớ, lúc còn sống Phật rước về cực lạc. Yên tâm đi, nếu như quý vị là người tín nguyện niệm Phật đó nghe, là lúc còn sống Phật rước về cực lạc. Đúng là giảng cái tịnh độ này nó đặc biệt, càng giảng nó càng hứng thú vậy. Hiểu chưa? Có câu kia cô đến gặp những đứa, cô nói thầy, thì cái lúc mà thầy vui quá thì thầy đừng có nói câu hứng. Bây giờ mà nói câu đó tự nhiên nó bị ngọt quý vị. Hồi đó nói hứng quá, bây giờ đổi là hứng thú. Ôi kệ đó, cái câu thế gian mà ai cũng thích hứng. Bây giờ mình hứng tu, hiểu không quý vị? Hồi xưa mà đầu mình hứng đi chơi, giờ mình hứng tu. Nó hứng gì cực lạ chứ sao? Nó nên từ nơi đó quý vị thấy không, ai cũng sẽ chết. Cái câu chết cần phải thường nghe để chi? Nhắc mình hiền, hiền đi, sắp chết rồi hiền đi, đúng không? Quý vị để ý rõ ràng, khi quý vị thấy một người mà chết nằm đó là tự nhiên quý vị tức khắc cái tâm bị hiền liền.
Ai có dữ cỡ nào dữ mà gặp người chết là hiền, đúng không? Nhưng mà qua rồi dữ. Tại vì sao? Vì họ không có một cái pháp tu. Họ không có một pháp tu nên họ bị lạc đi, cái tâm họ chết. Thí dụ như một người hung dữ cỡ nào mà sắp sửa chết vì thấy họ rất hiền, cực kỳ hiền luôn, tội nghiệp lắm. Họ nói những lời rất chân thật. Giúp giùm tôi đi, cả đời của tôi tì ác lắm, nhưng tôi mong giúp giùm tôi chuyện này được không? Thấy tội nghiệp không? Rất là tội nghiệp. Mà lúc bình thường đương thời đụng họ cái, đấy muốn về mày, đúng không? Thấy dữ dằn chưa? Nè, thí dụ như mình mà mình thấy, mà ví dụ như bây giờ chờm sớm đi, hai đứa cháu chơi chung nhau quýnh lộn vậy mà hai người già ban ra sực nha, có không? Binh giáo mà xảy ra chuyện, thấy chưa? Chuyện con nít mà cuối cùng hai người già xảy ra chuyện, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta, khi mà mình mà nghe Phật pháp rồi, vị thấy nó nhắc mình rất nhiều thứ. Nó khi mà quý vị ngồi nghe gì, tuy là nó đau chân một chút, nhưng nó bỏ vào tâm quý vị một số điều mà tự nhiên sẽ nhận thức được. Mà khi gặp sự cố rồi, quý vị thấy có điểm quay về. Có điểm quay về chứ sao? Bây giờ thí dụ như nhiều cô đi một chuyến đi này, đi đến đây đi, dù chỉ mới lần đầu một chuyến đi này thôi, ai biết được cuộc đời mình trên đoạn đường đi của mình nó sẽ gặp những sự cố trong cuộc đời mình rồi sao? Có những lúc tự nhiên mình sẽ bị bế tắc hoàn toàn, bị bỏ rơi hoàn toàn luôn, không còn một cái gì vững biếu được hết. Tự nhiên nghĩ lại, à còn một nơi, mà tại sao ta lại quên ta? Hiểu không? À, một lần nọ vô tình đi thôi chứ không phải là cố tình đi, mà nghe ông thầy Đức cũng giảng, nhớ à, thầy Đức ơi có gì đó nghe thầy, hiểu không? Hả? Có khi bị lại gặp sự cố gì lại có chỗ quay về, đúng không? Không đến nỗi gọi là bế tắc, đi vì sao có chỗ quay về đó. Về đây tu, về đây tu là được liền gì đó. Nó có một cái chú này, ổng tên Cùng. Xong ổng hỏi Nhân Đức, thầy cho con cái pháp danh nghe. Nhân Đức nói, thôi đặt ông tên Khai. Ông nói, ủa sao kỳ vậy? Sao con tên Cùng thầy đặt tên Khai là sao? Nhân Đức nói, cùng đường khai ngộ. Hiểu chưa? Ông tới cùng đường bây giờ khai ngộ với sao giờ? Nên quý vị nhớ nè, có những khi chúng ta còn đầy đủ chưa khai ngộ, nhưng cùng đường lại khai ngộ. Nhớ nghe. Có khi chồng thương rất là nhiều chưa khai ngộ, mà chồng bỏ khai ngộ. Khai ngộ không? Âm thanh này giảng nó bị sikoe, vừa lên cái nó dập xuống cái đứng. Nên từ nơi đó mới bị biết rằng có khi cái khổ nhất trong cuộc đời chúng ta lại có mở ra một con đường rất lớn cho chúng ta. Không phải đơn giản nghe. Chính bản thân Nhận Đức là đi đến cái mức cùng đường là tự nhiên gặp Phật pháp. Đúng là Phật pháp cứu đời mình. Nên cái duyên quý vị đang ngồi đây và tất cả những người nghe qua công đoạn này, nhớ trong cuộc đời chúng ta đừng bao giờ nói hai chữ bế tắc. Vì chúng ta đều có cơ hội mà bế tắc cái gì? Đều có cơ hội mà bế tắc cái gì? Nên mỗi một người chúng ta gặp nhau và nghe Phật pháp như vậy, và biết niệm Phật và muốn gì cực lạc, từ hôm nay chúng ta nhắc nhau cái câu rằng đừng nên buồn nữa. Đừng nên buồn nữa. Nhớ nghe. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười lên cái vẫn là khỏe. Đúng không? Đó, mệt thì đã mệt rồi mà cười cái là khỏe à. Còn hơn mệt mà. Không mà thật sự hồi tối mệt khó cười quý vị. Mệt quá nó cũng khó cười nha. Hồi tối Nhân Đức thật sự cũng muốn cười lắm, nhưng mà cười không nổi. Trong tâm thật sự là nó muốn cười ra đó quý vị, nhưng mà sao cười hết nổi à? Đuối ghê. Hồi tối mà Nhân Đức nghe mấy đứa nhỏ phía sau nó la, Nhân Đức cũng mắc cười lắm. Nhưng mà thường ngày là Như Đức cười dữ lắm, mà vừa hồi tối Như Đức nè mệt quá cười giống mặt méo, cười kỳ cục ghê. À, mệt quá.
Bây giờ này nó hơi khỏe lại nè, nó bắt đầu cừng. Thấy chưa? Thấy không? Khỏe lại cừng liền, thấy chưa? Thì ra cái gì mà mệt quá cũng vui không nổi, vì khổ quá khó vui lắm, đúng không? Đúng không? Nên từ nơi đó mà bây giờ mình phải nuôi cái niềm vui, nuôi cái niềm vui mỗi ngày. Thí dụ như có những người mà mình không cười được, không quen cười, thì tập cười mình giống khùng. Những đức chỉ vị phương pháp mà vị có thể cười một mình, mình nhìn mình rồi mình thấy mình giống khùng rồi mình mắc cười luôn vậy đó. Sáng ngủ thức dậy, bắt đầu của buổi sáng, chưa rửa mặt mày tóc tai bù xù, lợi nhìn ngay tấm gương, niệm 10 câu Phật hiệu, xong rồi cười. Cười mà giống như nhìn cái mặt nó vô duyên. Rồi thấy, rồi cuối cùng mình thấy sao mình giống khùng quá, rồi mắc cười thiệt luôn. Nó thiệt đó nghe. Ban đầu thì một chút cái tự nhiên mình nhìn mình thấy mình sao giống mà điên quá. Cái mình cười thiệt luôn nghe. Đó là quý vị biết là cái tần số đó tự nhiên nó phát lên liền, niềm vui á. Cứ tập thường xuyên vậy, cười với nó quen. Bây giờ quý vị đi vô đây đông người gì nè, quý vị cứ tập đi. Tất cả những người mình gặp quen lạ gì không biết, cứ gặp nhau A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời ơi, với cái số lượng này, cái cơ hội của mình kết duyên với họ đặc biệt vô cùng. Bây giờ quý vị gặp người ta, quý vị chào A Di Đà Phật, thì chắc chắn rằng đời đời kiếp kiếp gặp nhau, người ta cũng sẽ gặp quý vị A Di Đà Phật, đúng không? 100% luôn. Bây giờ trong cái số lượng đông người này, quý vị đi đến đây tu, quý vị coi có gặp những người mà tự nhiên vừa bước lại lấy cơm mình, vừa dối tay lấy hộp cơm họ giật ngang trên tay mình, có không? Có đó. Vì sao? Vì mình đã từng giật cơm của họ. Và có những người quý vị đi vô nhà vệ sinh, tự nhiên quý vị vừa bước vô họ gõ hoài ngoài, họ kêu ra nhanh đi. Hoặc là có những người họ vừa gặp mình, họ chào A Di Đà Phật. Có những người gặp mình, vừa gặp mình làm nè, trong bụng mình nói chợ là chợ, cái thứ mà nó vô duyên vậy chợ, đâu có quen biết gì đâu mà làm như là ăn hết của cải vậy, tự nhiên nghinh bạc tôi kỳ chợ. Thì nhớ nghe, quý vị đã từng nghinh người ta, hiểu không? Tất cả những cái quả báo, cái nhân gì đã tạo trong cuộc đời là nhất định sẽ thành cái quả đó. Quý vị chỉ cần giật đôi dép của ai, quý vị chỉ cần chữ ai, quý vị chỉ cần nói ai một tiếng gì thôi, là cái quả báo nhất định một đời kiếp nào họ sẽ trả ra cho quý vị y gan, không có khác đâu đó, hiểu không? Nên á, có những người hỏi vậy thì giờ con muốn nghe pháp mà con giật chỗ ngồi sao thầy? Cái này thì thôi, về cực lạc tính. Tại giờ bây giờ con kiếm cái chỗ nào nghe cho nó ngon ngon chút, nhưng mà làm sao cho nó nhạy, nhạy là khéo, hiểu không? Là được rồi, chứ đừng có quá đáng thôi, hiểu không? Cứ nghĩa là ví dụ như mình ngồi chỗ đó xong mình ngồi luôn phước cho rồi. Thì bây giờ ngồi luôn, bây giờ ai mà giật được nữa, hiểu chưa? Thôi kệ đi, bây giờ trong cái cuộc đời này mình là phàm phu, mà bây giờ mà nói cái chuyện mà bây giờ con mà ngồi xa con ngủ nghe quá được, kẹt chẳng đã quá, hiểu không? Còn bây giờ nếu con ngồi trực diện thì được, dễ hơn. Thôi con cũng cố gắng, đời này con giảng sanh, con tôi mà giảng sanh xong tôi về tôi trả ơn với tất cả quý vị. Nên hồi nãy cái câu nói rằng là cả cái đại chúng này mà sau này có nhiều người giảng sanh nè, mà khi tất cả những người mà đó mà ta giảng sanh đó, là chắc chắn quý vị đây là thơm lấy. Tại quý vị đã từng ngồi nghe pháp chung với họ, họ về cực lạc, cái người ở cực lạc họ không có quên ơn bội nghĩa. Không phải những người ở cõi đời này đâu, có những người ở cõi đời này mình giúp cho họ nhưng họ quên ơn bội nghĩa với mình, họ trả quán lại cho mình. Nhưng mà người cực lạc là không bao giờ. Quý vị coi á, cái câu chuyện nghịch duyên á, con heo nó giảng sanh mà nó còn về mà nó rước cái bà đó, nghe thấy chưa? Nó về cực lạc rồi nó rước à, mấy con heo á, bà niệm Phật nó giảng sanh vậy mà trở lại, nó là hình tướng của người ở cực lạc, chứ không phải heo nữa, mà đến rước. Cái bà này hỏi, ủa các người là ai? Nó là tôi là những con heo, mà khi mà chồng cô chuẩn bị giết, cô niệm Phật quy y cho tôi, cô khuyên tôi sanh cực lạc đi, cô niệm Phật. Còn khi chồng cô đâm tôi sắp sửa chết, cô niệm Phật tiếp tục niệm cho đến khi tôi chết, tất cả chúng tôi đều được giảng sanh về cực lạc rồi. Thấy không?
con heo đó, con heo đó mà còn được không chi là chúng ta, hiểu không quý vị? Nên từ nơi đó cái người về Cực Lạc họ không có quên. Vậy thì trong đây mà có ai giảng sanh là họ sẽ quán xét nhìn hết. Ngay chánh điện Vạn Phật Quán, Vạn Phật Quán Đại Tùng Lâm, thấy không? Nói câu này sao cả lâm kỳ vậy, thấy không? À, bữa đó thầy Đức ông chia sẻ Phật pháp ngay cái buổi đó cũng hấp dẫn. Nhìn coi, à kìa, có 1, 2, 3, 4, 5, cộng quá. À, được rồi, để mình phân thăng mình đi đến gặp mấy cái bà này hết chiến này. Bà đang ở đâu? À, coi, phụ chức nhất phong phải, để coi thầy Đức đang ở đâu. Sao mà mình về đây mà sao chưa thấy ông về đây trời. Ông này mà giảng pháp tình độ dữ quá mà. Sao đi đâu không tiêu hả? Để coi thử. Mở mắt thiên Phật nhãn ra. Trời, phải thầy Đức không? Sao nằm dưới tầng thứ 18? Kỳ chợ. Dạ tình độ nhiều người về Cực Lạc quá, sao mà ông nằm tầng thứ 18 chứ kìa chợ. Quỷ sứ nó cầm mũi chĩa đâm ông ta, tôi nghĩa thầy quá. Tôi nghĩa thầy quá. Chéo xuống liền. Xuống liền những Đức vừa gặp. Tỉnh lại tại người Cực Lạc nó có thăng năng lực thần thông quý vị. Mình vừa gặp họ cái. Tỉnh. Tôi nghĩa cứu tôi. Cứu. Nói thầy Đức quên con hả? Con nè. Diệu sinh nè. Trời, sao mà thầy sao mà giảng tình độ rầm rầm, nhiều người giảng sánh quá. Sao thầy xuống đây thầy? Lúc đó cũng chảnh. Thay chúng sanh chịu khổ con ơi. Nhưng mà thầy thảm quá con ơi. Tao biết vậy tao không dám làm cái trò này đâu. Thà về Cực Lạc trước đi, muốn thay gì thay. Hồi đó tao cũng phát nguyện dữ dằn lắm con. Thay chúng sanh chịu khổ. Làm nhiều việc tưởng nó phi thường lắm. Nhưng mà cuối cùng rớt xuống đây luôn. Nguy hiểm lắm nghe quý vị. Không đơn giản đó nghe. Giống như Đức biết một cái vị này. Ông nói như Đức một câu. Tối ngày ông cứ niệm Phật giảng sanh. Chúng sanh ở cõi ta bà người ta khổ quá trời khổ mà giảng sanh. Ở đây ông giúp người ta đi. Nó cái đó chết đó. Đó. Tuy là thấy giống như phi thường. Nhưng mà cuối cùng mà đọ một cái là không phải đơn giản. Địa Tạng Vương Bồ Tát ngày xuống dưới địa ngục ngày độ chúng sanh là ngày là đẳng giác Bồ Tát. Là diệu giác Như Lai ngày mới làm được. Còn chúng ta là ai mà dám làm điều này? Không có được. Mình phải về Cực Lạc cho nó chắc nghe chưa. Nên từ nơi đó mà phải về Cực Lạc mới được. Không về Cực Lạc không có được. Đừng có nói mà thay ai trợ là trợ. Bây giờ mình mà dù mình đi về Cực Lạc mình người ta chém mình vài cái cũng không sao. Nhưng mà mình mà còn mang cái thằng máu thịt này, người ta quýnh mình một cái là đau muốn chết. Nói lòng săn liền. Thôi cái gì chứ. Cố gắng về Cực Lạc. Chứ không thôi mà mấy cô nhìn thấy ở dưới địa ngục thứ 18 lăn lóc với quỷ sứ nó cầm mũi chĩa nó chọt lúc đó sợ đau khổ thầy quá khổ ơi cứu thầy. Không nhưng mà như vậy đó mà mình giúp mọi gì Cực Lạc họ sẽ trở lại độ mình đó quý vị. Không có bỏ mình đâu nhưng mà mình cũng thê thảm lắm te tu hết chứ. Thôi tu về trước chắc ăn. Nghe đề tài cái tự nhiên mắt sáng liền. À, đúng vậy đó quý vị. Mọi người chúng ta đến đây ai cũng có cái khổ chứ. Nên mình đang ngồi ở đây đi rồi, hoặc là Phật tử khắp nơi nơi đang coi qua chương trình này, chúng ta có cách gì để giúp nhau hết khổ hay không? Giống như cái câu chuyện mà bà cụ mà bà bán khổ. Khổ quá, có gia đình, rồi sau này chồng mất sớm, có người con trai, mong rằng nuôi con trai lớn lên nó cũng giúp đỡ mình, nhưng không ngờ con trai nó lại ngỗ nghịch bất hiếu. Bà cụ đến than với thầy, thầy ơi con khổ quá. Ông thầy ông nói một câu, sao bà không bán khổ đi? Thì bà cụ này bà nói, của quý báu còn bán được chứ giờ mà khổ ai mà mua mà bán thầy. Xong thầy cũng nói rằng
Thầy chỉ vào một phương pháp bán khổ. Từ hôm nay bà đừng có nhớ cái khổ đó nữa, mà bà nên chuyển qua nhớ Ai Di Đà Phật thì bà hết khổ. À, bà cụ này rất là có thiện căn quý vị. Khi bà nghe vậy rồi thì bà nghe lời thầy, bà niệm Phật. Bà còn hỏi lại rằng là nhà thì chật chội, dưới sàn thì có nuôi heo, nuôi gà, bàn thờ thì nhiều quá, vậy thì con có niệm Phật được không? Thầy cũng nói không sao, cứ niệm Phật. Bà cứ đi đứng nằm ngồi, bà cứ chân thật niệm Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc, cứ từ hôm nay nhớ Phật là được rồi. Vậy mà bà già bà biết nghe lời, từ đó về sau bà cứ niệm Phật. Cuối cùng bà biết ngày giờ giảng sanh. Bà nói với người con trai của bà: con ơi, mẹ 3 ngày nữa mẹ đi về thế giới cực lạc rồi, nên con ngày đó vậy con ở lại nhà lo hậu sự cho mẹ, cũng như là tròn cái bổn phận làm con. Thì con trai quay lại nói rằng: bà niệm Phật giết thì chắc bà ba trợn, tự nhiên về cực lạc. Nhưng mà tới ngày thứ 3 thì nó nghe mùi thơm lạ lắm, mà mùi thơm này từ xưa tới giờ nó chưa từng nghe được và ngửi được mùi hương thơm này. Thì đi vòng vòng kiếm thì nó nghĩ đến cái lời mẹ nó nói rằng 3 ngày nữa bà giáng sanh. Thì bắt đầu nó bước vào nhà, nó coi bà cụ thì thấy rằng là bà tắm xong, thay đồ xong, bà ngồi bà niệm Phật rồi bà giáng sanh. Vậy mà từ đó về sau con của bà niệm Phật theo ý được. Nên mỗi một con người mình đến thế gian này đều có cái khổ, nhưng người nhận thức được cái khổ để buông được. Còn có những người thì chúng ta cứ mãi lao theo cái khổ, không buông được quý vị. Có những người tuy là sống trong cái khổ, nhưng chúng ta mãi mê trong cái khổ và nghĩ rằng thôi để thí đại cho một đời nó đi qua là phương, có nghĩa là một đời đi qua phước cho rồi. Nhưng mà người ta không biết được một phương pháp giải thoát. Chúng ta rất là may mắn quý vị, đó là chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật. Đây là một cái pháp tu mà chư tổ sư nói rằng nếu như trong thời mạt pháp này mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngày không thuyết cái pháp môn tịnh độ này cho chúng sinh trong thời mạt pháp, thì kể như là tất cả chúng sinh trong thời mạt pháp này đều đọa lạc hết, không có ai mà có cơ hội đời này được giảng sanh giải thoát ấy. Chỉ có đúng pháp môn niệm Phật này mới giúp cho chúng ta hết khổ. Nên chúng ta đem pháp môn niệm Phật này mỗi ngày đều tán thán, để cho bản thân mình gầy dựng cái tính tâm tính nguyện cả đời tu, và cho những người nghe để họ gầy dựng tính tâm tính nguyện cả đời họ tu. Chính bản thân những đức này, từ khi gặp pháp môn tịnh độ này tới giờ niệm Phật, là riêng bản thân mình là sống trong cuộc đời sống có ý nghĩa. Và bản thân những đức mỗi ngày đều có niềm vui rất là nhiều, và những đức làm được nhiều việc có ý nghĩa. Như quý vị coi, từ một thanh niên vô danh tiểu tốt mà bây giờ tập trung những cái pháp hội mà đông, gọi là có tầm cỡ rất là lớn. Việc này hoàn toàn là nhờ những đức niệm Phật. Nhờ từ khi những đức gặp Phật pháp là niệm Phật tới giờ luôn. Bản thân những đức thì nếu kêu đi học thì những đức cũng không biết học thì sao, tại trình độ mình cao quá à. Biết học thêm cái gì được đây, không biết nữa. Hiểu không? Nó hòa thượng nói thôi để tôi cho ông đi học thêm. Thì những đức nói trời hòa thượng, con học lớp 3 mà vô biết học làm sao đấy. Nên từ nơi đó mà mình biết thân phận quý vị. Ví dụ như mình biết cái thân phận mình ít học, thôi mình niệm Phật đi, chiên luôn, mình chiên niệm Phật luôn, biết đâu nó có kết quả hay sao. Thì rõ ràng mười mấy năm những đức niệm Phật là thấy cái kết quả là mình phát ra cái tâm, mình nuôi nhiều người già. Bây giờ nhiều người già về là mình thấy mình thích, là tự nhiên mình nuôi người già. Rồi xong rồi mình lại tổ chức những khóa tu cho người ta tu. Thì coi những đức không có đi đâu, không biết đâu, chỉ có niệm Phật thôi. Đi đến chùa thì học từ phương pháp, từ cái thuyết giảng của thầy mình thuyết giảng theo, rồi xong phương pháp tu của thầy mình làm theo, rồi đem phương pháp đó áp dụng trong những cái nơi mình ở. Tới bây giờ luôn thì những đức thấy rằng là hàng Phật tử bây giờ khắp nơi nơi người ta áp dụng phương pháp tu này, nhà nhà nhiều người ta áp dụng tu được. Mà nhiều người ta gặp những đức người ta mừng lắm, người ta cảm ơn rằng nhờ thầy hướng dẫn mà con nhà giờ con tu được.
con an lạc rồi, mỗi ngày nghe pháp 2 buổi, và những ngày chủ nhật thì tha hồ cười. Thì thấy nó rất là đơn giản mà lại nó có kết quả quý vị. Đơn giản như là đang giỡn vậy, nhưng mà lại có kết quả, hay không? Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta phải chăn quý pháp niệm Phật này nè. Như nãy bên kia những đức lễ Phật nó 10 mấy 20 phút xong, quý vị biết rằng con người nó phấn chấn lên rõ ràng à, đúng là cái phương pháp lễ Phật này quá hay. Giống như mình lễ Phật cũng như là một cái dòng sóng mà lượn 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 vậy đó quý vị. Nó hút mình vào cho nó không có gọi là rờ rạc nha. Đúng là cái phương pháp lễ Phật này nó quá hay. Mà những đức suy nghĩ rằng nó rất phù hợp vào cái thời cuộc này luôn. Vì cái thời cuộc này chúng ta rất dễ hôn trầm, rất dễ làm biến. Cái căn tính mình bây giờ nè, dễ hôn trầm, dễ làm biến. Mà phương pháp lễ Phật này là nó là nói liền luôn. Cứ nói liền, nói liền, nói liền, nói liền. Nó hút mình như một lượng sóng vậy. Từ nơi đó mà lễ Phật nó tự nhiên nó không có ngán. Những đức nói rằng nếu như mà cái thời tiết hồi tối mà lễ Quan Âm Bồ Tát mà không phải phương pháp lễ đó đó nghe quý vị. Những đức nói quý vị chắc chắn là rất nhiều người chúng ta bỏ cuộc. Lễ không nổi đâu. À. Chính bản thân những đức là nó kiên nhẫn cỡ nào mà quý vị biết rằng hồi tối mà mình nói trong bụng mình mà muốn bỏ cuộc luôn chứ không phải chuyện giỡn đâu, nó mệt. Thì quý vị biết rằng là nhờ cái hội chúng nè, nó rất nhiều cái yếu tố kết hợp lại mà mình mới có thể ngồi trong đó mà mình cùng lễ với đại chúng ở trong đó được chứ không giỡn đâu. Thì cái phương pháp lễ Phật lễ Bồ Tát này là nó thu hút quý vị. Nó như một lượng sóng ào 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 vậy đó. Nếu như mà niệm mà chậm đó nha quý vị, rớt rồi. Hồi tối chắc chắn là chúng ta rớt cái điệu niệm mà chậm là rớt rồi. Tuy là nói rằng là lễ không có mệt nhưng mà nó lại rớt. Chịu không nổi. Đó, nên những đức nói là cái phương pháp niệm Phật lễ Bồ Tát này đó nghe, cứ áp dụng mãi mãi đi. Có nghĩa là từng đời đi qua cứ áp dụng đi. Đó, nên quý vị biết rằng là cái phương pháp này đâu phải những đức mà chế tạo ra gì đâu. Mà từ học người mà thành công, mà người thành công học ngay cái thành công, tới đời những đức cũng thành công. Vậy còn thay đổi gì nữa giờ? Không có nên thay đổi cái gì mà cũng không có nên mà gọi là mà sửa gì nữa chứ, nó cứ như vậy mà làm đi. Thì những đức thấy rằng là đông người mà người ta tu được, đông người mà ta tu được mà đó. Rồi sáng lại quý vị thấy, có nghĩa là cái nhân duyên tu tịnh độ này đặc biệt thiệt. Hồi tối vậy nó nói với sáng mai cũng mệt chứ, nhưng mà thấy chừng 3 giờ đồ là thấy người ta ban qua đây quá trời luôn quý vị. 2 giờ hả? 2 giờ là quá rồi thấy chưa. Thì quý vị biết rằng mà con người này ngày xưa gì đâu. Thì những đức thường nói là vượt chó. Chó không dám vượt mà mình vượt chó. Hư đến mức gì mà đó. Rồi nhiều cái mình kể hoài, cuộc đời mình sai lầm mà kể, bây giờ kể hoài kể cũng hết. Nên nhiều người chúng ta sai lầm, bây giờ mình nghe gì rồi mình thấy ô, mình tưởng đâu á, ông thầy Đức này ổng tu ổng thiện căn gì dày dữ lắm nó, thì ổng tu được chứ bản thân của mình hư gì sao tu. Nhưng mà khi nghe ông giảng mình mới thấy trời, ông này ông sớm hư thế gây chợ, ông còn tu được. Vậy thì mình tu là bình thường. Thế vậy thấy bây giờ những đức còn làm được những chuyện gì. Nếu như cái người đi tu mình mà kiên nhẫn, mà gặp tịnh độ này mà kiên nhẫn mà áp dụng, mà chịu mà tu mà rồi mình tu được, mình hướng dẫn người ta, mình niệm Phật sao mình hướng dẫn người ta gì, cứ như vậy mà làm, những đức nói bảo đảm với vị đều thành công hết chưa, chắc chắn luôn. Quý thầy quý chú trong chùa mình mà mấy ổng mà cùng đi những đức mà học Iran gì mà làm đi, phải hết ra. Nó không có cần đi đâu mà cực khổ gì chứ mà thành công nghe. Nó thì quý vị thấy rõ ràng cái hội chúng, quý vị nhìn xuống đi, người ta đông đừng có nói nữa. Đó. Là cái duyên này từ đâu? Duyên Di Đà, duyên Quan Âm Bồ Tát, mà tự nhiên duyên qua mình luôn. Rõ ràng ví dụ như bây giờ mình tán thán một người nổi tiếng đi, mình nổi tiếng ké 100% quý vị. Mà mình tán thán ai còn có tác dụng phụ, chứ mình tán thán ai với đạo Phật là không bao giờ có tác dụng phụ. Mình tán thán Bồ Tát Quán Thế Âm là không bao giờ có tác dụng phụ, 100% luôn. Nếu như mình tán thán Di Đà, tán thán Bồ Tát Quán Thế Âm là không có tác dụng phụ ở đâu. Nhưng mà mình tán thán những vị này là những vị nổi tiếng mà gọi là tặng hư không khắp pháp giới đều nổi tiếng. Mà mình tán thán họ là mình cũng nổi tiếng ké. Những đức là gọi là ké. Ké.
Ngày xưa quý vị biết rằng là những đức mới xuống đây, những đức có cái suy nghĩ gì nè. Những đức thấy cái phương pháp của thầy chứ anh chị ảnh quá nổi tiếng, thầy quá nổi tiếng vì phương pháp này à. Những đức nói thôi bây giờ mình dùng phương pháp này đi, biết đâu Phật tử Vũng Tàu người ta ghé ngang thì sao. Tại vì người ta không biết mình mà người ta biết pháp tu này, nó cứ khi người ta ghé ngang người ta thấy giống giống á, gần gần đây người ta đáp ngang luôn, mình cũng vớt được số. Mình nghĩ vậy quý vị. Chứ bây giờ mình không mà tự nhiên ai biết mình, ai tiếp nhận mình, phải dùng cái phương pháp tu của người nổi tiếng, hiểu không? Thầy ngày xưa thầy nổi tiếng quá trời, mình dựa vào cái hơ đó, mà mình phải làm cho thiệt nghe. Dựa hơ mà không làm thì cuối cùng cũng bể xô. Mình dựa hơ mình phải làm cho thật thì mình có kết quả. Thì những đức tính ngay vậy đúng là đúng mục tiêu luôn. Cuối cùng như đức áp dụng phương pháp tu này, Phật tử Vũng Tàu ban đầu đến có 10 người, mười mấy người. Vậy mà ta đồn ra, ta nói ngày xưa lên trên Đà Lạt cái chùa Tịnh Thất Quan Âm tu đặc biệt, bây giờ xuống đây ở dưới đây có ngôi chùa cũng tu y ra, ông thầy ông giảng pháp cũng vui vui vậy đó. Bắt đầu ta đồn ra từ 10 đồn trăm, trăm đồn ngàn quý vị, mà bây giờ mỗi tuần chủ nhật, mỗi tuần bây giờ khoảng 2000 người về niệm Phật. Chị nghĩ không đặc biệt chưa? Nếu mà cái cách làm này á, mà người mà ta để ý nghe là tiếp tục ta cứ làm vậy đi, tiếp tục ta cứ làm vậy, tiếp nói ta gian rộng ra cái cách này đi, ồ chúng sanh nhờ biết nhiều nói. Những đức nói nghe, chỉ cần mỗi một địa phương thôi, chỉ cần có ngôi chùa như chùa Hộ Pháp mình thôi, hướng dẫn tu gì, mỗi địa phương có ngôi chùa, chùa thì nhiều nhưng có ngôi chùa chuyên tu vậy, rồi từng nào chủ nhật cũng hướng dẫn Phật pháp, rồi cứ thứ bảy dạy lớp đạo làm con. Những đức nói cái lớp đạo làm con đâu có khó gì đâu, chính bản thân những đức thấy rõ ràng luôn, nghề dạy nghề, dạy viết rồi tự nhiên bây giờ viết mình quen với các cháu nhỏ luôn. Nên như đức đi đâu cái cháu nít nó gặp như đức nó kêu sùm nhé, nó mừng nó chạy là ôm chân mình, dạy mình thương, rồi tự nhiên bây giờ hình thành cái lớp đạo làm con, mỗi tuần thứ bảy khoảng 500, rồi bây giờ chủ nhật thì khoảng 2000 người về niệm Phật. Thì thấy không, nó hình thành cái điểm chùa mà tự nhiên Phật tử khắp nơi nơi. Rồi bây giờ chúng ta tổ chức lễ vía Quan Âm, nó bây giờ rình rang nổi cái chương trình lễ vía Quan Âm Bồ Tát lên. Những đức thấy rằng là những đức đi đến á, cái Tịnh Thất Quan Âm ngày xưa những đức tu, nếu mà nói rõ ra đúng là những đức trả ơn cho thầy thù thắng thiệt. Tại vì cái môn lại Quan Âm của thầy ngày xưa làm phương pháp này nè, mà nó rình rang một thời, quý vị thấy nó hoành tráng quá trời đúng không? Nhưng mà bây giờ nó nổi lên lại đó quý vị, thì nổi bật lên lại mấy năm nay phải không? Mà nó rất là khớp quý vị, rất là khớp luôn. Những đức thấy đúng là Phật pháp có cái hay, và thì quý vị biết rồi, cái phương pháp này đúng là nó quá phù hợp rồi. Tại phương pháp này Phật đã nói phương pháp này là hay nè, phương pháp này là lợi ích cho chúng sanh nè. Nên vừa có nghĩa là thầy phát triển mạnh vô cùng, thầy vừa hạ xuống thì những đức đứng lên, nó rất là phù hợp quý vị. Thầy hạ xuống những đức đứng lên liền. Mà rõ ràng giống như là mình bây giờ con đường mình đi từ từ mình mới nghĩ ra đúng là nó phù hợp. Là quý vị thấy hồi xưa thầy vừa đi qua bên kia bên nước ngoài, thì những đức ở đây là sắp sửa phát triển liền. Rồi bắt đầu là những đức chuẩn bị tiếp tục lễ vía Quan Âm liền, ở đây ở Việt Nam mình liền. Bắt đầu những đức nổi mặt lên tiếp tục tiến lên tới bây giờ. Thì tiếp tục cái phương pháp lễ Quan Âm Bồ Tát này và hướng dẫn niệm Phật, chuyên niệm Phật này, tự nhiên nó hình thành như ngày xưa mà cái thời thầy nổi tiếng vậy đó, trở lại luôn. À, mà quý vị cái thấy cái cách của mình đi, quý vị thấy nè, ngày xưa thì thầy phổ biến cái bộ kinh Vô Lượng Thọ đúng không? Tới bây giờ luôn thì phải gần 10 năm nay bộ kinh Vô Lượng Thọ này con người đã tụng nhiều, tiếp tục tới đời những đức hoàn toàn thành câu Phật hiệu luôn, thành chuyên niệm Phật luôn. Thì con đường này đi của chúng ta thấy rõ ràng đấy, vì nó đi từng công đoạn và đi vào chuyên luôn, nó đi vào chuyên luôn. Bây giờ những đức nói rằng là mỗi buổi sáng bây giờ mà chúng ta tụng 15 chương kinh Vô Lượng Thọ đó quý vị, những đức nói bảo đảm quý vị một tiếng đồng hồ 15 chương kinh quý vị sẽ ngủ gục liền đó. Cái này là khi người ta tụng kinh, những đức cho máy quay phim đi quay hết luôn để tổng kết cái số lượng con người tụng được và con người ngủ. Mà chùa mình là chùa mà thức quen đó, vậy mà buổi sáng còn ngủ gục. Thì khi những đức phân tách thiệt là kỹ, tính toán thiệt kỹ, tụng kinh là để niệm Phật là để cầu sanh cực lạc, mà cuối cuộc đời con người chúng ta là hộ niệm bằng câu Phật hiệu, cuối cùng những đức quyết định là gì? Câu Phật hiệu này chuyên luôn, chuyên câu Phật hiệu luôn. Thì hỏi toàn thể đại chúng, hình như là đa phần ai cũng tiếp nhận, nói gì sao? Vì niệm Phật địa chung, một là từ chậm đến nhanh, làm cho con người ta đỡ hôn chậm, nó ken nó làm cho mình tỉnh được quý vị. Có 20 phút nó mau quá, nên thời gian niệm và thời gian nhiếp tâm nó rất là mau. Vừa dứt xong lễ Phật 45 phút,
Mà lễ Phật là luyện thân phải động, luyện tâm phải định. Động thân là để lễ, nghe có vật hiệu là định. Từ nơi đó mà lễ Phật 45 phút là vừa. Nếu một tiếng đồng hồ dẫn ngán nha quý vị, mà 45 phút nó cực kỳ vừa luôn. Thì quý vị biết rằng là 20 phút địa chung, 45 phút lễ Phật. Rồi là về chùa cũng tu y đang vậy, mà ở nhà quý vị cũng như vậy. Nên từ nơi đó mà về chùa phương pháp tu quen, về nhà cũng tu được. Như vậy phương pháp này tu phát triển liền. Thấy rõ ràng không? Nó mà một câu vật hiệu theo những đức niệm viết tự nhiên mình nghĩ rất nhiều thứ nha quý vị. Rất là nhiều thứ, nhiều thứ, nhiều thứ. Rồi bắt đầu là cứ phát triển. Rồi viết rồi bây giờ những đức cảm giác rằng nó quen quá quý vị à. Cảm giác rằng là mình quen rồi. Có nghĩa là mình đã quen về cái việc chia sẻ Phật pháp rồi, quen về phương pháp tu rồi. Bây giờ mà nói về phương pháp tu là đưa cho những đức là những đức áp dụng phát triển, hoặc là những đức điều chỉnh liền mà dễ tu lắm. Có nghĩa là những đức thành chuyên quen rồi đó. Thì rõ ràng những đức nói với các anh em trong chùa mình, các thầy các chú nghe, những đức nói rằng mà chỉ căn mà đi con đường này thôi là quý thầy đi đến đâu cũng phát triển được, vì chính bản thân những đức đã làm qua rồi đó. Nên Phật tử người ta cũng quý thương mình quý vị. Qua cái chiều hướng này quý thầy quý chú chùa mình kinh nghiệm, Phật tử người ta thương mình có cái là mình nhiệt tình. Những đức có nói công nhận là những đức nói không phải khoe mình, chứ những đức là nhiệt tình với quý vị thật sự. Quá nhiệt tình luôn à. Những đức chưa bao giờ nghĩ cái thân mạng mình luôn đó quý vị. Những đức tu rồi, những đức vô chương trình rồi là những đức không bao giờ nghĩ cái thân mạng mình luôn đó. Có nghĩa là những đức luôn luôn cái nghĩ của những đức là nghĩ cho Phật tử phía sau tu được. Những đức nghĩ như vậy mà quý vị biết hồi tối nó mệt cỡ nào chưa. Mà những đức la, những đức cố gắng. Những đức nói bây giờ mày mà không kéo thì cái phía sau chắc nó lết nữa. Không giỡn đâu quý vị. Thì cuối cùng nó cũng sống. Nó thì bây giờ nói được như vậy đó, thì mấy anh em mà nếu mà siêng năng, mà kiên nhẫn, mà làm như vậy thì trời, mấy anh em mình đều thành công hết trơn. Mỗi một con người thật sự mà nói, ai mà không thích cái con người nhiệt tình quý vị. Mình nhiệt tình là ta thích mình liền à. Nó mà tự nhiên thành ra sống tình cảm nha quý vị. Giữa con người sao sống tình cảm vui quá. Ví dụ như hồi tối mà, ví dụ như mà những đức vậy, cái Phật tử nó quạt quạt, tự nhiên mình thấy nó là cái động lực cho mình quý vị. Tuy là quạt một chút nó cũng không có cái gì bao nhiêu đâu, nhưng mà đó là một cái động lực. Người ta ủng hộ mình vậy mà mình phải cố gắng, thấy không? Nên hàng Phật tử, quý vị biết rằng quý vị hộ trì một người không phải là dẫn họ đi chỗ này chỗ kia chơi đâu quý vị. Không phải là cho họ đi du lịch nước này nước kia, không phải đâu. Mà quý vị phải động viên họ một cái cách nhiệt quyết tu á. Vì họ nhiệt quyết tu họ mới dẫn mình được. Chứ họ không nhiệt quyết tu sao họ dẫn mình đây. Thí dụ như một ông thầy mà ông không nhiệt quyết tu sao ông dẫn mình đây. Đó, có nghĩa là ông không muốn tu thì cái lượng Phật tử đều là không tu. Còn ông thầy mà ông tu là Phật tử người ta sẽ tu à. Tại vì cái đầu kéo, kéo đâu thì đi theo đó. À. Nên đời này á, bây giờ hiện tại những đức mới 42 tuổi à. Những đức cố gắng kéo nguyên cái vàng này chúng ta về cực lạc. Bây giờ ngồi nhìn ở đây mà nếu mà tới khi mà những đức mà chết thì chúng ta đây cũng gừng ngẫm cô thổi nhiều lắm. Chứ thì sao? Dưới cái tuổi này chung 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 không, những đức thấy những đức với vàng đây là bằng tuổi nhiều lắm nè. À, khoảng xì xích tuổi nhau rất là nhiều. Có lớn hơn những đứa con không lớn hơn bao nhiêu đâu. Thì bây giờ những đức mà khi chết là quý vị cũng ngụm cu tỏi lại ra chứ. Thấy chưa đó. Nên từ nơi đó mà bây giờ thôi chúng ta đồng hành. Dù như đức mà quá nhỏ khi sợ tài năng tu giữa chừng sao, với cái tuổi những đức bây giờ là miết rồi đó, dù cỡ nào cũng tu rồi đó, chứ không có còn suy nghĩ gì nữa đâu. Ví dụ như mà hai mấy tuổi đồ này kia còn sợ còn lo ông thầy này trẻ quá sao này không biết làm sao, nhưng mà cái tuổi 42 này là chắc chắn là tu. Vì mình đã biết rồi, cuộc đời mình đã có làm được cái gì đâu mà giờ vô đạo mà được gì mà sao mình không tu. Không tu rồi làm gì đây, không lẽ giờ đi cưới vợ. Hiểu chưa? Không, mà tuổi mình bây giờ mà có cưới vợ đi chăng nữa cũng là cưới mấy cái bà có chồng rồi không. Hiểu chưa? Kiểu này mà tôi rước việc gì nữa chợ. Hiểu không? Bây giờ rước bà về rước thêm hai ba đứa con nữa. Cái kiểu này tôi thà tôi nuôi với bà già, tôi rước với bà già còn ý nghĩa hơn, quý vị công nhận không? Nó phân tích kỹ ra là biết thầy đem tu chắc chắn luôn rồi. Thấy không? Mình phân tích thiệt là kỹ.
chứ giờ lớn tuổi này ai mà cưới được mấy cô 18, 19, 2 triệu mình. Từ nơi đó rồi đi tu là chắc nhất nha. Nó khỏi rước ai, nhưng bây giờ rước mấy bà già là chắc. Rước mấy bà già có tình cảm. Mà thêm cái nữa là đưa tiễn mới đi về cực lạc luôn ngon. Nó nên quý vị biết rằng là hôm qua vậy đó mà bên hộ pháp à, chạy xe qua liền nói, nghe nói thầy lễ mệt lắm hả thầy. Nghĩa là cái tình cảm với con người không, thật sự mà nói với quý vị biết rằng á, là cái câu nói ái không nhiễm không sanh ta bà, đó là ái. Còn cái tình thương giữa con người là phải có. Thí dụ như nếu quý vị là người tu hành, quý vị không quan tâm cho con người, để quý vị nói rằng tôi muốn tích cực ở cõi cực lạc, còn đối với ta bà này tôi luôn luôn tiêu cực nó hết. Có nghĩa là tôi không có quan tâm nặng nề đặt vấn đề. Không phải quý vị, nhớ. Nếu như quý vị như vậy không bao giờ quý vị giúp được ai chứ. Thí dụ như một con người với một con người, một lời quan tâm, một lời hỏi han, một lời động viên, cái chuyện này không có sai đâu quý vị. Nếu như quý vị không nhận thức kỹ gì cái chuyện vô thường thì quý vị nhiễm ô thì gán mà chịu. Còn nếu như chúng ta sống trong cuộc đời này làm gì không có tình cảm, con người với con người mà không thương nhau, vậy thì người ta sẽ xem Phật pháp là cái gì? Nếu như con người học Phật mà nói là buông xả, buông xả là gọi là không dính mắc cái gì hết chứ, đá đổ hết, cái này là cái không hiểu. Cái câu buông xả nhà Phật không phải như vậy. Buông xả là buông xả cái buồn, cái giận, cái hận, cái chấp. Buông xả cái hơn thua đấu đá, cái giành giật, buông được cái đó đó. Còn cái việc mà giữa con người đến với con người thương nhau, quý nhau, giúp nhau, cái chuyện này bị xả nữa thì kể như là việc Phật pháp. Ai tiếp nhận Phật pháp? Một con người chỉ biết mình, ít biết ai nè. Vậy mà học Phật biết bây giờ biết nhiều người, thương nhiều người. Nếu như ngày xưa mà Như Đức mà cái năm khoảng 27, 28 tuổi bị cho Như Đức chọn, nếu như Như Đức có điều kiện, có tiền, quý vị cho Như Đức chọn, Như Đức sẽ chọn nuôi con gái. Chắc chắn quý vị luôn. Mà nuôi con gái để sử dụng, chứ không phải nuôi mà để cho ở không đâu, đừng có ham. Nhớ nghe. Nhưng mà không ngờ con người này ích kỷ nhỏ mọn như vậy mà khi học Phật lại nuôi bà già. Nghĩ đi. Mà giờ bị coi nuôi bà già, mà giờ thì giúp bà giảng sanh chứ nuôi bà già mà dùng cái gì nữa. Bị coi găng cổ gì thôi, tóc tai gì rụng sạch nhách hết trơn, còn gì nữa. Hiểu không? Mà mình đem gì là mình biết rõ ràng, nhờ học Phật, nhờ niệm Phật mà mở tâm lượng. Quý vị coi bây giờ Đức Phật A Di Đà là bị giáo chủ ở thế giới cực lạc mà chúng ta muốn gì đó. Trong khi cái nhân duyên của ngài, quý vị hãy tụng kinh Vô Lượng Thọ mà nhân địa tu hành của Pháp Tạng Tỳ Kheo đi. Vì coi ngài là một nhà vua, nhưng mà ngài lại là nghe đạo, bắt đầu là ngài mở tâm lượng, tâm bố thí cúng dường liền. Cái nhân địa ngài tu quá rộng lớn. Cái nhân địa của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo tu là Phật A Di Đà đó, quá rộng lớn cái nhân địa. Mà khi ngài thành tựu cái quả địa rồi mà ngài phát 48 lời nguyện. Mỗi một lời nguyện ngài phát đều là lời nguyện gì? Đều là ngài khi thành Phật thì ngài phải làm cái việc đó cho chúng sanh. Nếu như mà không làm được thì ngài nguyện không thành Phật. Toàn là vậy không à? Đi coi phải không? Đúng. Bây giờ mình tụng 48 lời nguyện đi quý vị coi đúng không? Vậy thì bây giờ mà nếu mà chúng ta mà bây giờ chúng ta nói rằng cái ta bà này nó khổ quá, bây giờ chúng ta muốn sanh về thế giới cực lạc, chúng ta muốn về cực lạc cho hết khổ, mình mà nghĩ vậy thì mình không có được giảng sanh đâu quý vị à. Chắc chắn với quý vị luôn. Vì 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, lời nguyện nào cũng vì chúng sanh mà ngài thành tựu cái quả giải thoát của ngài. Bây giờ mà mình vì cái chuyện về cực lạc để mà thoát cái khổ ta bà này, vì chuyện hưởng thụ thì mình không giảng sanh đâu. Mà vì mình thấy cái khổ ta bà này nhiều người khổ quá, mà bây giờ mình khuyên người ta, người ta không nghe, nói người ta không được. Khi người thân mình biết tu là tốt, mình nói họ không nghe, mình kêu họ niệm Phật họ không niệm, mà có khi họ còn phỉ báng nữa, mình kêu giết họ tức còn phỉ báng nữa đó quý vị à. Nên từ nơi đó mình thấy rằng mình không đủ trí tuệ, không đủ năng lực, không đủ sự kiên nhẫn. Nên bây giờ mình phải về thế giới cực lạc để mình đầy đủ tất cả những cái đó, rồi mình thừa nguyện mình trở lại cõi ta bà này, rồi mình vớt thoải mái, mình vớt vô lượng kiếp mà mình không bị thối chuyện. Tại vì sao? Vì mình về thế giới cực lạc mình là Bồ Tát Bắt Thối Chuyển mà. Nên mình về đó rồi mình mới đi độ sanh tuyệt vời.
Vì biết rằng nghe mình ở về thế giới cực lạc đó nghe. Mình đang ngồi mình nghe Phật A Di Đà thuyết pháp, thí dụ như một pháp hội gì đi, quý vị không phải ngồi nóng nực gì đâu. Làm gì có cái chuyện ở thế giới cực lạc mà ngồi nóng nực gì, không có đâu. Mỗi người là có một cái pháp tòa mà ngồi nghe thuyết pháp tuyệt vời. Người muốn ở trên không trung, người ở lơ lửng, người ở dưới đất liền, muốn vị trí nào là vị trí đó ngồi. Mà cái pháp âm của Phật A Di Đà thuyết lên, quý vị ngồi chỗ nào cũng nghe được hết chứ. Nó đặc biệt vậy đó. Mà lúc quý vị nghe Phật A Di Đà thuyết pháp, quý vị có thể phân thân đi đến những quốc độ mà quý vị độ sanh luôn. Vì đặc biệt chứ, nghĩa là đang nghe Phật A Di Đà thuyết pháp mà vẫn phân thân đi đến những quốc độ khác đi độ sanh được luôn. Mà mình vẫn ở đó bình thường để nghe pháp. Trời, đúng là không thể nghĩ bàn. Một cái quốc độ không thể nghĩ bàn. Mà cái niềm vui ở thế giới cực lạc mà trong kinh mình phô diễn lại thôi, mà mình đã cảm giác mình thích thú. Vì sao? Vì cái sự an lạc của thế giới cực lạc không thể nào diễn đạt nổi. Gọi là cung cực an lạc. Thí dụ như bây giờ ở đây mà ở miền ngoài chúng ta muốn đi vô đây tu đi, vì thấy qua bao nhiêu chuyến đường, có khi tới ngày đi rồi mà có khi mình còn bị trở ngại. Có những người đã tới giờ đi rồi đó, vậy mà tự nhiên gia đình chuyện này chuyện kia không đi được. Thấy không? Ở cái cõi này nó tu nó trở ngại dữ lắm. Còn ở thế giới cực lạc, mỗi buổi sáng bị đi cúng dường mười phương chư Phật đó nghe, trong một ý niệm thôi, như một cái búng móng tay gì thôi là mình đã đi rồi. Mà mình đến mình gặp trực tiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni luôn. Mình đến mình cúng dường cho Ngài và Ngài thiết bài pháp cho mình nghe. Mà cái cảnh giới gì đó mà quá thù thắng, mà đi mà mười phương chư Phật cúng dường, mà chưa quá một buổi ăn nữa là bắt đầu là trở về cái cảnh giới cực lạc của mình rồi. Rồi quý vị muốn đi xuống cõi trời cũng được, quý vị muốn đi xuống dưới địa ngục cũng được. Muốn đi xuống dưới địa ngục cũng được. Địa ngục thì người ta khổ đau, mà mình mà người ở thế giới cực lạc mà đi xuống địa ngục là tức khắc cái cảnh giới địa ngục lúc đó dừng khổ liền. Người ở thế giới cực lạc mà đến một cái là địa ngục dừng khổ lúc đó liền. Quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Bởi vì mình phải về cực lạc. Mình muốn độ sanh rộng là phải về cực lạc. Ở đây nói khô cuốn họng vậy đó, người ta nghe nghe vậy nhưng mà có khi về nhà nói thầy không nói vậy thôi. Chứ không giỡn đâu quý vị. Đâu phải ai cũng là người hành trì hết đâu dạng. Hiểu không? Nhưng mà mình cũng phải kiên nhẫn. Với cái nhân duyên này mà đã kết rồi, nên quý vị biết rằng quý vị ngồi trong cái pháp hội này nó thù thắng lắm. Vì sao biết không? Vì trong cái pháp hội này sau này sẽ có nhiều người giảng sanh về cực lạc. Đó. Mà bây giờ một cái pháp hội đông như vậy mà ngồi kín mít như vậy, quý vị biết rằng có khi mình đang phô diễn tịnh độ, có khi người ở thế giới cực lạc họ vô đây họ ngồi để họ ảnh hưởng đạo tràng trong đây, họ giá trị cho mình ở đây mình ngồi mình thuyết pháp á. Giỡn không nghe? Chứ bên kia mà nói không nổi mà sao qua đây nói ầm ầm. Có khi họ có thằng thông họ đứng họ ngồi ở dưới họ làm nè, búng gái thôi là năng lực nó bay, là mình là thiết ầm ầm liền, đúng không? Có đủ năng lực mà. Rồi họ vô họ lại Quan Âm Bồ Tát luôn, vô cùng lại trong đó luôn. Nó nghe mấy ông này nói dữ quá, nay cho khỏi có gió luôn cho biết. Cho khỏi có gió luôn để những con người này sao. Nhưng qua những trường hợp này mới đặc biệt. Vì sao? Bình thường lúc trước tới giờ lễ gió đồ ngon lành mát mẻ đúng không? Bây giờ khỏi có gió, tình cảm giữa con người này đến với con người này nó mới sâu. Đúng quý vị? Đúng không? Đó. Nó nên mỗi một người chúng ta bây giờ kết cái nhân duyên này, thôi chúng ta cùng phát nguyện hẹn gặp nhau ở cực lạc hết nha. Ai với đầu vào chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh